Anh em chào bạn, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Nay em lại tiếp tục test app chống giật để gửi cho khách này. Anh em các bạn quan sát em test nhé. Đây, app rất là nhạy luôn anh em nhé. Đây, con này hàng 60A này. Hàng này hàng của nội địa của Nhật anh em nhé. App rất là nhạy này. Đấy, em cho tiếp âm áp nhảy luôn, anh em thấy không? Rất là nhạy luôn nhá. Đây. Đó, áp rất là nhạy luôn. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ này. Đây, áp của Panasonic này anh em thấy không? Đây, hàng của Panasonic này. Rất là đẹp luôn nha anh em nhá. Đấy, con này thì hàng tên của Nhật luôn, nội địa Nhật luôn. Đó, toàn những cái dòng hàng Nhật hết anh em nhá. Đấy, ad rất là nhạy luôn. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ nhá. Đây, em tiếp tục test cho anh xem này. Đấy, anh em thấy không? Ad ấn phát này luôn anh em thấy không? Đây. Đó. Đấy, anh em thấy không? Rất là nhạy luôn nhá. Đây. Đấy. Anh em thấy không? Rất nhạy luôn. Đó, anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ nhé. Xin chào lại anh chị em video sau.